rồi giờ em tiếp tục bấm cho anh bạn Anna nha. Anna ở 2.68 Tô Ngọc Vân, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Một cái kích thủy lực 2 tấn, kích cá sấu nữa. Anna. Đây là cái kích của bạn nè. Đầu tiên là kiểm tra xung quanh trước nha. Đó. Dưới đất nè. Mà kiếm xuống đúng không? Đúng rồi. Rồi cái khắc này tôi nào lấy không? Con chưa? Khắc tơ. Để lên đi, nhanh tao còn làm chuyện của tao. Nắp. Cái nắp này mình có cái nắp rồi. Đó. Đó. Mình đã ở đây nè. Nó ta lấy được món gà rồi. Ok. Còn cái tay này là mình đặt ở đây. Để nó để lại. Có nước tiếp nữa. Nó phải sắp như vậy ha. Nó là để nó vận chuyển nó đã một cấm. À bạn kiểm tra kỹ nó không bị nứt mẻ gì hết nè. À, kiểm tra kỹ ha. Không bị nứt gì hết. Tám dài đúng không? Quân. Ừ, chỉ tám mấy đó, tám mấy đó. Tám dài chạy cái tay đúng không? Ở đây nó có cái băng. Ủa? Ở đây nó có cái đầu, phải không? Mở lớn chứ. Nó to lắm. Nó thiệt là chặt lại chỗ này, thiệt là chặt lại. Mình bơm nó lên. Min là 125, max là 300 mm. Đó. Ở đây là hết cá rồi. Là cũng được 3 tấc mốt luôn rồi thấy không? Là 3 tấc ở đây, 3 tấc mốt rồi. Rồi khi mà bạn xả thì bạn chỉ cần nửa vòng rồi thôi chứ đừng có xả nhiều quá ha, xả nhiều quá nó xì dầu ra. Cổng đây em. Cổng đây. Đó, củ lắc hen đó. Ừ, ở đâu đó. Củ sổ này cứ đâu lấy rồi. Để cho nó cái chảo lắc hen bán trước đi. Để cho nó cái chảo lắc hen bán trước hả? SG120. Ủa chú cây dài này em dòm bán nhiêu chú? 250. Trở ở trên gác nó hồi. Không có gì, nó tới cái quán rồi xong.